tiếp theo ở trong video này chúng ta sẽ đi giải bài toán sau đây cho a, b, c là các số thực lớn hơn không thỏa mãn điều kiện a bình cộng b bình cộng c bình bằng 3. yêu cầu chúng ta chứng minh bất đẳng thức này với cái hình thức của bất đẳng thức này thì em nhận thấy ở bên vế phải có a cộng b cộng c thế thì vế bên, bên trái chúng ta phải biến đổi làm sao để cho nó xuất hiện ra cái lượng a, b, c và em quan sát vế bên trái này thì từng cái biểu thức này, biểu thức đầu tiên nó có hệ số 2 gắn với a bình phương như vậy cái biểu thức này chúng ta sẽ biến đổi để cho nó xuất hiện 2a. Rồi tương tự biểu thức thứ hai xuất hiện 2b và biểu thức cuối cùng xuất hiện 2c. Cuối cùng chúng ta cộng vế vào chúng ta biến đổi. Rồi bây giờ bước đầu tiên chúng ta đi biến đổi một biểu thức ở bên vế bên trái. Còn các biểu thức kia chúng ta sẽ ghi chứng minh tương tự. mục đích là làm sao nó ra cái lượng đó là 2A chỗ này. Rồi, thế bây giờ chúng ta mới xem là cộng bao nhiêu. Thì cái hỏi chấm này chúng ta phải đi thực hiện ra ngoài dưới nháp. Cái hỏi chấm này thì thực ra nó chính là bằng 2A mũ 2 phần A cộng B bình phương trừ 2A. Rồi, em thực hiện ra nháp này. Ta quy đồng lên. 2A bình phương trừ đi 2A bình trừ đi 2AB bình phương a cộng B bình phương. Như vậy nó bằng trừ 2AB bình. A cộng B bình phương. Đó. Rồi bây giờ sau khi nháp xong. Chúng ta ghi ở bài làm chỗ này. Ở đây chúng ta sẽ ghi vào đây. Trừ 2AB bình phương. Phần A cộng B bình phương rồi bây giờ thầy xóa cái đoạn nháp này đi đến đây thì em sẽ áp dụng bất đẳng thức si cho cái mẫu này thì ở đây thầy làm nháp sau đó tí thầy ghi vào đây nhé làm nháp bên dưới này đó là chúng ta có a cộng b bình phương theo những bất đẳng thức si sẽ lớn bằng hai căn bậc 2 của a b bình phương như thế này và bằng 2 B căn A Rồi em thay nó vào Như vậy à, Cái chỗ này nó ở dưới mẫu này Thì khi nghịch đảo lên tức là 1 phần A cộng B bình phương Sẽ đổi chiều thành 1 phần 2 B căn A Và em thấy ở đây có dấu trừ này để Thêm dấu trừ vào Nó lại đổi chiều nữa không, không nhỉ? Rồi. Như vậy thì tóm lại Bây giờ ta sẽ thay vào đây này sẽ thành lớn hơn hoặc bằng này, 2a trừ đi 2a b bình phương ở dưới mẫu ta thay là 2b căn a bây giờ em đi em um, rút gọn đi à, số 2 rút gọn hết này ở trên tử là còn b và a chia căn a là bằng căn a như thế này Bây giờ ta biến đổi tiếp như sau 2A để nguyên Em đưa cái B vào trong tố căn Thì chỗ này thành A, B bình phương Trong căn như thế này Lại biến đổi tiếp Ở bên trong căn Thì A, B bình phương Thầy phân tích nó thành A, B Nhân với B Đến đây chúng ta lại vận dụng bất đẳng thức COSI tiếp Ở cái chỗ này này này, và đúng là số gì chúng ta có là x cộng y lớn hơn hoặc bằng 2 căn x y. Như vậy thì chúng ta có căn x y nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng x cộng y phần 2. Thế thì vận dụng ở đây thì chúng ta có ở đây này. Căn của AB nhân B thì bản chất cái chỗ này là x đây, chỗ này là y đây. Như vậy nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng AB cộng b phần 2. Và đằng trước đây là có dấu trừ, dấu trừ đằng trước này. Nếu mà gắn dấu trừ vào thì bất đẳng thức này sẽ đổi chiều. Rồi vậy bây giờ ta ghi tiếp tục vào đây. Tiếp theo nha, bây giờ thầy xóa cái phần nháp này đi. Tiếp tục lại lớn hơn hoặc bằng 2A Rồi cái chỗ này sẽ là trừ đi này AB cộng B phần 2 Rồi bây giờ chúng ta đặt cái này là dữ kiện số 1 Rồi bây giờ hoàn toàn là tương tự Em ghi là chứng minh tương tự ta có Biểu thức thứ hai ở bên bên trái 2B bình phương phần B cộng với C bình phương. À, tương tự như vậy nó sẽ lớn hoặc bằng chỗ này là 2B trừ đi BC cộng với C phần 2. Đây là số 2. Và biểu thức cuối cùng này. 2C bình phần C cộng A bình phương sẽ lớn hơn hoặc bằng. 2C trừ đi AC cộng với A phần 2. Đây là biểu thức số 3. Bây giờ em cộng với ba biểu thức này lại Chúng ta sẽ có vế bên trái Chúng ta ghi là từ 1 2 và 3 Em mà suy ra Đây chúng ta Chép lại toàn bộ cái vế bên trái này xuống đây Đó Sẽ lớn hoặc bằng Khi cộng vế vào thì em thấy là chúng ta có một cái lượng Đó là 2A cộng 2B cộng 2C. Rồi sau đó trừ đi này. Trừ đi thì em nhận thấy cái chỗ này là trừ B phần 2, trừ C phần 2, trừ A phần 2. Đó. Như vậy là chúng ta có cái lượng này. Trừ A phần 2, trừ B phần 2, trừ đi C phần 2. Và tiếp theo vẫn còn nữa. Đó là, ở đây là trừ AB phần 2 trừ BC phần 2 trừ AC phần 2 Vậy thì thầy nhóm 1 phần 2 ra bên ngoài bên trong còn AB cộng BC cộng CA Rồi bây giờ lại viết lại cái vế bên, bên trái nhé Vế bên, bên trái lại viết xuống đây Lớn được bằng Cái khu vực này ta trừ đi này 2A trừ A phần 2 Ta được là 3A phần 2 Tương tự như vậy 3B phần 2, 3C phần 2 Tức là chúng ta nhóm được 3 phần 2 ra bên ngoài Bên trong còn A cộng B cộng C Còn cái đoạn sau chúng ta chép lại Đến đây thì em đối chiếu với cái điều phải chứng minh Thì em nhận thấy là bên vế phải cần phải chứng minh cho nó chỗ này, này. Bên nó phải là A cộng B cộng C Vậy thì đến đây thì em sẽ thấy là chúng ta cần phải chứng minh điều này. Đó là chúng ta cần phải đi chứng minh cho cái này. Cái AB cộng với BC cộng với CA. Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B cộng C. Thì em thay vào đây chúng ta sẽ có 3 phần 2 trừ 1 phần 2 nó bằng 2 phần 2. Và rút gọn đi nó sẽ bằng A cộng B cộng C. À, như vậy vấn đề chúng ta phải đi chứng minh chỗ này. À, để chứng minh cái chỗ hỏi chấm này thì chúng ta lại xuất phát từ một cái bất đẳng thức quen thuộc chúng ta đã có ở tất cả những video trước chúng ta gặp rất nhiều rồi. Đó là chúng ta có AB cộng với BC cộng với CA nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B cộng C bình phương Phần 3. Cái này thì theo như Chúng ta nháp ở cái chỗ hỏi chấm này Là chúng ta cần phải chứng minh cho nó Nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B cộng C Thì em thấy ở trên tử là A cộng B cộng C bình phương rồi Ở dưới mẫu là số 3 Như vậy thì em sẽ suy luận ra Vậy thì phải đi chứng minh cho cái số 3 này Nó lớn hơn A cộng B cộng C Tức là chúng ta đi chứng minh cho A cộng B cộng C này Nhỏ hơn hoặc bằng 3 Rồi bây giờ chúng ta đi làm tiếp tục này Thì chúng ta lại xuất phát chúng ta có là A cộng B cộng C Thì cái số A này thì viết thành A nhân 1 B thì viết thành B nhân 1 Cái này thành C nhân 1 Áp dụng bất đẳng thức bu như A Cái này sẽ nhỏ bằng căn bậc 2 của 1 bình Cộng 1 bình, cộng 1 bình này Nhân với căn bậc 2 của A bình phương Cộng B bình phương, cộng C bình phương Rồi ta làm cái này để ta sử dụng cái giả thiết thế này này A bình cộng B bình cộng C bình bằng 3 đây Bây giờ em thay nó vào nhé Thay nó vào chúng ta có này A cộng B cộng C sẽ Nhỏ hơn hoặc bằng Chỗ này là căn bậc 2 của 3 này Rồi cái chỗ này A bình cộng B bình cộng C bình Bằng 3 Đại nhân căn 3 nữa Như vậy cái này bằng 3 Rồi như vậy đến đây thì em thấy là chúng ta có 3 Lớn hơn hoặc bằng A cộng B cộng C Thế nghịch đảo nó lên Chúng ta có 1 phần 3 Nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần A cộng B cộng C Rồi em thay vào cái chỗ này Thay vào cái chỗ này, này. Rồi bây giờ em suy ra AB cộng BC cộng CA Sẽ nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B cộng C Bình phương Này phần A cộng B cộng C Tức là bằng A cộng B cộng C Rút gọn đi ở trên mũ 2 ở dưới mũ 1 rút gọn thì như vậy rồi sau khi mà ta thực hiện xong rồi em thay vào cái chỗ này, này. thay vào đây được chưa rồi bây giờ ta suy ra bây giờ em chép toàn bộ cái vế trái này xuống rồi chép toàn bộ cái này xuống này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 phần 2 A cộng B cộng C chúng ta để nguyên Còn cái này là 1 phần 2 này Ở đây ab B cộng B, C cộng C, A. Ta thay nó vào đây thành A cộng B cộng C vào đây Các em lưu ý cái dấu này này Cái chiều của nó là nhỏ hơn hoặc bằng Tuy nhiên ở trước đây này Nó có dấu trừ nhé Nên chỗ này sẽ đổi chiều thành lớn hoặc bằng Các em lưu ý như vậy Được Rồi rồi 3 phần 2 trừ 1 phần 2 Thì bằng 2 phần 2 Thì bằng 1 thôi này Bằng A cộng B cộng C Rồi và đây chính là điều phải chứng minh Và cuối cùng chúng ta chỉ ra là cái dấu bằng nó xảy ra khi Ở đây thì em áp dụng bất đẳng thức uh, Bunya này Chỗ này nó xảy ra khi uh, A phần 1 bằng B phần 1 bằng C phần 1 Có nghĩa là A bằng B bằng C A bằng B bằng C Bây giờ ba cái số này A bình cộng B bình cộng C bình bằng 3. Thì em có thể em làm nháp chút này chút em em thay hết theo A nhé. Như vậy ta có 3 A bình phương bằng 3. Thì A bình phương bằng 1 mà A là số dương, có nghĩa là A bằng số 1. Được rồi, như vậy tóm lại là A bằng B bằng C đều bằng 1 hết. Rồi chúng ta kết thúc bài tập này tại đây. Hẹn gặp lại các em ở các video bài học tiếp theo.